Chào mọi người. À, mình nghe ông anh ba nói ở bên Tân Thới này nè, có cái đầm Mèo Quang này nè, rồi cá nàng hai nhiều lắm, với cá chê còn là tảng ta bự bự không à. Mình hôm nay mình đi gần 20 cây số qua đây, mình săn mấy con nàng hai này thử coi như thế nào nha mọi người. Nên mình chuẩn bị mò cá chê là mình lấy gan cá đuối á, mình xay ra mình trộn với thức ăn nè. Rồi mình có đem theo dế nè mọi người, thằng mình săn nàng hai. Đây, bây giờ mình vô mình làm cái lỗ, mình chuẩn bị mình câu ở đây nè mọi người. Có dục mồi xuống dưới nhữ nở nãy giờ cũng nửa tiếng rồi, mình đi qua đây 2 tiếng đồng hồ, nhữ mà ổ nửa tiếng là thành 2 tiếng rưỡi rồi. Hôm nay coi thử coi câu có không, đi xa quá. Ôi chú cá rô mày, cá rô mày, cá rô mày ngon ghê luôn. Cá rô mè quá bự luôn. Hồi ơi con cá rô này mà kho tiêu quá là rồi. Cá rô ngon ghê luôn. Móc vô cái gì nữa rồi. Cái gì vậy ta, dính rồi, dính gà rồi. Ôi ôi, còn cá rô hết thân luôn. Cá rô này ngon, ngon ghê, mập lớp luôn. Ăn không kẹt luôn. Gì vậy đó? Ôi, con cá ăn không kịp, giật luôn. Một cái rô mẹ không à. Đã ghê luôn.
Rồi xảy rồi, ui ui con cá. Ui con cá hết thân luôn. Ôi ơi. Bay nè, con cá. Ôi. Con cá chê. Ôi ôi con cá chê. Quá phê. Ôi con cá chê, ớt thân con cá chê trắng luôn. Trời ơi. Kiếm cá chê trắng này không phải là dễ mọi người ơi. Quá cá nó chậm ăn rồi mọi người, nó hết ăn rồi chưa rồi mình về. Cá coi như mình câu cũng khá nhiều rồi, mình về đi mọi người ơi. Cái thành quả hôm nay mình câu nè mọi người, cá rô có chê nè, quá cho một thùng luôn. Chào mọi người nha. Chúc mọi người tốt lành.